Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ năm ngày 5 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu tại hội thảo góp ý vào nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, nhiều hộ thua khá từ trồng cây vụ đông. Cần ngăn chặn ngay tình trạng đào đất mặt ruộng canh tác ở huyện Văn Giang. Xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, điểm sáng trong công tác phòng chống tai tệ nạn xã hội là địa phương không có người nghiện ma túy. Trích tham luận tại Đại hội đại biểu tỉnh Hưng Yên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 của đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và tham luận của đồng chí Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội thảo góp ý vào nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội thảo, ý kiến các đại biểu nhấn mạnh vào các nội dung như hoạt động khoa học và công nghệ còn chậm lắng, chưa trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội, cần thúc đẩy lĩnh vực khoa học biển, khoa học môi trường và nghiên cứu nghiêm túc việc biến đổi khí hậu phục vụ cho sự phát triển đất nước, tập trung vào xây dựng con người, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều cơ chế chính sách của chúng ta hiện nay thiếu cơ sở, kém hiệu quả, tạo ra nhiều lỗ hổng, tạo ra cơ chế xin cho, dễ bị lợi dụng và tham nhũng. Cần hợp tác hội nhập quốc tế trong phát triển giáo dục và đào tạo, đột phá về thể chế giáo dục, tái cơ cấu giáo dục trung học, đổi mới tư duy nhận thức trong đổi mới giáo dục toàn diện. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phóng nhiệt liệt chúc mừng các thành tích tiêu biểu mà Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nói chung và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hưng Yên đã đạt được. Đồng chí đề nghị các nhà khoa học, trí thức tỉnh nhà cần phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm trí tuệ của mình để đóng góp được nhiều ý kiến quý báu, đề xuất được những giải pháp hiệu quả để Tỉnh ủy và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam lựa chọn, tổng hợp và có báo cáo gửi tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Sáng nay, đoàn kiểm tra thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp về làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau gần 5 năm thực hiện đề án, đến nay, Hưng Yên có hai tổ chức giám định tư pháp công lập là Phòng Giám định Pháp y trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh. Những năm qua, các kết luận giám định được đảm bảo chất lượng đã góp phần không nhỏ giúp cơ quan tố tụng sử dụng làm căn cứ cho việc giải quyết các vụ án một cách minh bạch, khách quan. Từ năm 2010 đến nay, các tổ chức giám định đã thực hiện được trên 2.200 trường hợp, không có trường hợp giám định lại hoặc oan sai. Tại buổi làm việc, các bộ ngành trung ương và các sở ban ngành của tỉnh đã trao đổi làm rõ những tồn tại khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện đề án tại tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang đã yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các bộ ngành, sớm triển khai thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh, kiện toàn đội ngũ giám định viên và đẩy mạnh đầu tư cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm triển khai thực hiện đề án có hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật. Xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu là xã có truyền thống sản xuất cây vụ đông của huyện. Do có kinh nghiệm sản xuất, nhiều hộ trên địa bàn xã có thu nhập cao từ trồng cây vụ đông. Toàn xã có trên 80% hộ gia đình trồng cây vụ đông với tổng diện tích 115 ha, bao gồm 50 ha ngô, 2 ha khoai tây, còn lại là rau màu các loại như hành hoa, su hào, cải bắp, cà chua. Trung bình 1 ha ngô cho thu nhập 25 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, với diện tích rau màu, nhiều hộ có thu nhập cao từ 60 đến 100 triệu đồng như gia đình ông Đào Đức Long, ông Chu Đình Diếp, bà Chu Thị Thơ, ông Nguyễn Văn Thành. Bình quân mỗi sào trồng rau màu cho thu lãi 15 triệu đồng trên năm. Nhờ vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng loại cây vụ đông mà hiệu quả trên một đơn vị diện tích canh tác được nâng lên, đời sống kinh tế của nhiều hộ gia đình trong xã được cải thiện đáng kể. Sau khi thu hoạch lúa mùa, một số diện tích cây lúa đã và đang bị người dân đào thành ao làm biến dạng đất. Hình ảnh này chúng tôi ghi lại trên cánh đồng hai xã Long Hưng và Nghĩa Trụ huyện Văn Giang. Nhiều hộ dân đào ruộng để làm ao thả cá. Tình trạng này xảy ra ngay cả trên những thửa ruộng nhỏ. Theo quan sát của chúng tôi, chỉ trong một thời gian ngắn từ khi thu hoạch lúa mùa đến nay, ít nhất đã có hơn chục thửa đã và đang được đào thành ao, đắp bờ làm biến dạng ruộng cấy.
Ủy ban Nhân dân tỉnh khuyến khích các hộ dân chuyển đổi những diện tích trũng cây lúa kém hiệu quả thành mô hình lúa cá kết hợp để nâng cao hiệu quả, song hình thức lúa cá không thực hiện đào thành ao như ở đây. Hơn nữa, hầu hết các diện tích này đều nằm trong quy hoạch dành cho các dự án đã được tỉnh phê duyệt. Đây cũng chính là lý do mà Văn Giang là huyện duy nhất trong tỉnh không tiến hành dồn thửa đổi ruộng trong năm qua. Song nếu tiếp tục để tình trạng trên tái diễn, sẽ rất khó khăn khi tiến hành giải phóng mặt bằng dự án về sau này. Mặt khác, gây thiệt hại lớn cho các hộ đã đầu tư. Qua sự việc này rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp quản lý ở địa phương, tránh những hệ lụy đáng tiếc về sau. Hai năm trở lại đây, nhiều hộ gia đình ở xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi làm hương xuất khẩu để tăng thêm thu nhập, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Xã Bắc Sơn hiện có 7 xưởng làm hương xuất khẩu, mỗi xưởng tạo việc làm cho từ 5 đến 7 lao động với mức lương trung bình từ 3 đến 4 triệu đồng một người trên tháng. Theo các hộ làm hương cho biết, công việc không vất vả, chủ yếu là có máy móc hỗ trợ, nguyên liệu làm hương từ mùn than và tăm tre. Hương xuất khẩu chủ yếu là hai loại hương 8 dài 20 phân và hương 9 dài 23 phân. Hiện hương xuất khẩu có giá 16.000 đồng một kg xuất sang thị trường Ấn Độ. Trung bình mỗi tháng, mỗi hộ sản xuất từ 10 đến 17 tấn, cho thu lãi từ 10 đến 15 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, tại Đại hội đại biểu tỉnh Hưng Yên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020, tham luận của đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề cập đến nhiều nội dung nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với phát triển nông thôn mới. Sau đây là trích dẫn nội dung tham luận. Một là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 05 về chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao và nghị quyết số 02 về chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 của tỉnh ủy. Kế hoạch số 199 ngày 7 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện kết luận số 97 năm 2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn mới. Hai là rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp, quy hoạch thủy lợi và các quy hoạch chuyên ngành nông nghiệp. Trên cơ sở đó, bố trí lại cơ cấu, cây trồng, xây dựng vùng sản xuất chuyên canh và thâm canh cây trồng theo quy mô lớn, gắn với bảo quản chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Trước mắt, tập trung phát triển vùng nhãn, vùng vải lai, cây có múi tại thành phố Hưng Yên và các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Tiên Nữ và Phục Cử. Vùng chuối tập trung tại một số xã thuộc các huyện Khoái Châu, Kim Động, Tiên Nữ và thành phố Hưng Yên. Tập trung phát triển vùng rau theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt, rau công nghệ cao tại các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động và Tiên Nữ. Gắn dồn điền đổi thửa, phát triển mô hình tổ chức hợp tác xã với chuyển đổi từ trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây hàng năm có giá trị kinh tế cao và nuôi trồng thủy sản tại các huyện còn diện tích cây lúa nhiều. Ba là đẩy mạnh ứng dụng và triển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nhất là công nghệ về giống, kỹ thuật canh tác tiên tiến, công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch, nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng và hiệu quả, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bốn là tổ chức lại sản xuất theo hướng tích tụ, tập trung ruộng đất, đẩy mạnh cơ giới hóa, phát triển kinh tế hợp tác, khuyến khích các hộ gia đình góp vốn, tích tụ ruộng đất quy mô lớn, hình thành cánh đồng liên kết, vùng sản xuất rau củ quả sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Hỗ trợ củng cố phát triển kinh tế hợp tác, chú trọng phát triển các loại hình, tổ hợp tác xã, hoạt động sản xuất gắn với cung ứng dịch vụ nông nghiệp tổng hợp theo chuỗi giá trị sản phẩm. Năm là tổ chức triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung ương và của tỉnh đã ban hành. Rà soát và ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nhất là cơ chế chính sách liên quan đến đất đai, đầu tư, tài chính, tín dụng, đào tạo nghề, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp và của người dân, đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Sáu là tái cơ cấu ngành nông nghiệp với đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, tạo quyết tâm cao trong xây dựng nông thôn mới, chú trọng quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế, thế mạnh của từng địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.
huy động lồng ghép đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp nông thôn. Làm gì để tăng cường vai trò sự lãnh đạo của Đảng bộ trong doanh nghiệp, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước là chủ đề tham luận của đồng chí Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Hưng Yên tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Để làm rõ vấn đề này, trong tham luận đã nhấn mạnh. Trong thời điểm này, Tổng ty May Yên đã có 9 công ty thành viên và trên 13.000 lao động. Tổng doanh thu hàng năm tăng từ 10 đến 20%, thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5 đến 20%. Năm 2014, thu nhập bình quân là 7 triệu 500 nghìn trên người trên tháng. Đảng bộ Tổng ty May Yên có 215 đảng viên, chiếm khoảng 10% trong tổng lao động làm việc tại công ty. Tuy tỷ lệ đảng viên so với khối doanh nghiệp nhà nước thì chưa cao, nhưng so với khối công ty cổ phần hay doanh nghiệp liên doanh thì tỷ lệ này cũng không phải là thấp. Vấn đề ở đây, dù thấp hay cao, thì vai trò đảng viên, vai trò của tổ chức cơ sở đảng đã thể hiện như thế nào trong việc lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với chất lượng và hiệu quả cao nhất. Kính thưa các đồng chí đại biểu, tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị cơ sở, vị trí nền tảng mang ý nghĩa quan trọng mối quan hệ của tổ chức cơ sở đảng với kể cả hệ thống vai trò hạt nhân chính trị cũng đã xác định vị trí trọng tâm của tổ chức cơ sở đảng trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, muốn doanh nghiệp phát triển bền vững thì phải quan tâm đến xây dựng tổ chức đảng. Đảng bộ phải thực sự là đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu toàn diện, phải tham gia trực tiếp lãnh đạo xây dựng chiến lược của công ty. Xác định được điều đó, các đồng chí trong ban lãnh đạo của công ty, các đồng chí đứng đầu các đoàn thể, phòng ban, sĩ nghiệp trong công ty đều là ủy viên ban chấp hành đảng bộ của tổng ty. Như vậy, vai trò lãnh đạo của đảng từ phòng ban, sĩ nghiệp đều duy trì và nâng cao. Các đồng chí đảng viên đã thực sự là tấm gương tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong các phong trào. 2. Lãnh đạo chuyên môn và các đoàn thể làm tốt công tác phát động phong trào thi đua yêu nước là động lực, tinh thần để nâng cao năng suất lao động. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, xác định thi đua khen thưởng là động lực chính trị, tinh thần nhằm động viên toàn thể cán bộ công nhân viên phát huy tinh thần thi đua yêu nước, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và đồng thời khơi dậy được lòng tin, tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác, tinh thần thi đua yêu nước trong lao động sản xuất và nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống cho người lao động, tạo nền tảng phát triển doanh nghiệp bền vững. 3. Lãnh đạo nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động là thể hiện vững định hướng xã hội chủ nghĩa khi phát triển doanh nghiệp theo cơ chế thị trường. Đời sống, tiền lương, thu nhập của người lao động là thước đo năng lực và đạo đức của người quản lý. Đó chính là khẩu hiệu, hành động và phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong Tổng ty May Yên vì mục tiêu nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động. Khẩu hiệu đó đã giúp cho cán bộ, đảng viên có mục tiêu cụ thể, xác định rõ tổ chức đảng phải là lãnh đạo của doanh nghiệp, lấy người lao động là trung tâm, là đối tượng để phục vụ. 4. Là lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất của người cán bộ đảng viên là trọng tâm của công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Công tác sinh hoạt, triển khai lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh luôn gắn liền với các chỉ tiêu kết quả của từng tháng, từng quý, cả năm và cả từng đơn vị. Những nghị quyết mà đảng ủy cấp trên, trung ương triển khai đều được đánh giá và liên hệ với tình hình cụ thể của đảng bộ, cơ sở để đặt ra những nhiệm vụ cho cấp ủy đảng. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các đảng viên hàng năm, ngoài nội dung đã được quy định của đảng ủy cấp trên, đảng bộ Tổng ty May Yên còn lấy các chỉ tiêu về hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh để của từng chi bộ, từng đảng viên để đánh giá phân loại, đồng thời kiểm điểm sâu sắc, thẳng thắn, khách quan, nhìn nhận tồn tại yếu kém để rút ra những bài học kinh nghiệm để nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ. Chợ Chiều thuộc phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên nằm đối diện với bờ hồ Bán Nguyệt và cạnh khu di tích lịch sử Đền Mẫu, Đền Trần.
việc họp chợ ở khu vực này gây ô nhiễm môi trường và làm mất đi sự uy nghiêm của chốn linh thiêng. Khu di tích đền Trần Đền Mẫu được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật. Mỗi năm nơi đây có hàng nghìn lượt người về tham quan và lễ bái. Trong khi khu vực chợ chiều họp nằm cạnh đền Mẫu là đoạn tập trung của các hộ bán hàng cá, tôm và hải sản. Hàng ngày, nhiều loại chất thải để lại trong quá trình họp chợ gây ô nhiễm môi trường cùng không gian ồn ào, náo nhiệt trước khu di tích lịch sử, làm mất đi sự tôn nghiêm, tĩnh lặng của chốn linh thiêng. Được biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên đã có dự án chuyển chợ chiều về họp ở khu chợ Phú Hiến. Trong khi chờ chợ Phú Hiến xây dựng xong, thiết nghĩ ngay từ lúc này, phường Quang Trung cần chủ động tuyên truyền chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo các hộ kinh doanh buôn bán không bị xáo trộn khi chuyển ra khu vực chợ mới. Xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào nổi tiếng là địa phương có nền kinh tế phát triển sôi động với nghề mộc truyền thống và nơi đây còn được biết đến bởi cuộc sống yên bình, không tai tệ nạn xã hội. Đặc biệt, 3 năm trở lại đây, Hòa Phong là địa phương duy nhất của huyện nói không với ma túy. Là địa phương thuần nông với thu nhập chủ yếu từ cấy lúa và sản xuất mộc truyền thống, để thoát khỏi cảnh lam lũ và có thu nhập ổn định, cùng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều người con của địa phương, trong đó chủ yếu là nam giới, đã mang theo nghề mộc đi làm ăn ở tứ xứ như thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, thậm chí sang cả nước bạn Lào, Campuchia. Toàn xã có 1.700 lao động tham gia làm nghề mộc, trong đó có tới 300 lao động đi làm ăn xa. Đây là nguồn lao động chính có nguy cơ cao mắc vào các tệ nạn xã hội. Thêm vào đó, địa phương lại gần với quốc lộ 5. Nếu không làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và có các biện pháp mạnh, các tai tệ nạn xã hội rất dễ xâm nhập vào địa phương. Trước thực trạng đó, được sự chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, Ban Công an xã phối hợp với các đoàn thể đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn các tai tệ nạn xã hội. Ban Công an xã hàng năm xây dựng kế hoạch tham mưu cho Thường trực Đảng ủy, ban dân triển khai đồng bộ về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là các tai tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư, phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, nhất là Hội Cựu chiến binh, xây dựng các mô hình như là mô hình tổ tự quản của Hội Cựu chiến binh, thứ hai là đội phòng chống tệ nạn xã hội. Ngoài các biện pháp trên, Ban Công an xã còn phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể đến tuyên truyền, vận động các gia đình quản lý con và thực hiện ký cam kết không mắc các tai tệ nạn xã hội. Nhờ vậy, đã 3 năm trở lại đây, Hòa Phong là địa phương duy nhất của huyện không có tệ nạn trộm cắp, cờ bạc và ma túy. Xã Phong tôi ấy là không còn một cái nghiện hút ma túy gì nữa. Mà cuộc sống bây giờ thì rất là thanh bình. Cái tình hình an ninh chính trị của chúng tôi bây giờ thì rất là tốt, là an tâm. Nói chung là 7 thôn trong xã này thì là an ninh của từng thôn, từng xóm là rất vui vẻ. Việc trộm cắp thì hiện tại bây giờ là không có. Đảng ủy thường xuyên ra cái nghị quyết chuyên đề về việc phòng chống các tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng. Và Ủy ban nhân xã cũng đã giao cho Ban Công an xã xây dựng cái kế hoạch để tuyên truyền vận động nhân dân thấy được cái tác hại của ma túy, thành lập 3 cái câu lạc bộ để cùng với Ban Công an xã để xây dựng cái kế hoạch cũng như thực hiện cái công tác tuyên truyền để phấn đấu làm sao địa bàn luôn luôn là địa bàn trong sạch, không có cái tệ nạn ma túy. Không có tệ nạn xã hội, nhân dân được hưởng cuộc sống bình yên, tập trung phát triển kinh tế, nhờ vậy diện mạo nông thôn Hòa Phong đang thay đổi từng ngày. Chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Bộ Canh Nông, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 14 tháng 11 năm 1945, 14 tháng 11 năm 2015. Sáng nay, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu về lịch sử và truyền thống của ngành. Tham dự hội thi có 5 đội là Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Liên Công đoàn cơ sở, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu và Công ty Thủy lợi và Thoát nước thành phố Hưng Yên. Các đội trải qua 2 phần thi là trả lời câu hỏi và thi tài năng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu, giải nhì thuộc về đội Liên Công đoàn cơ sở và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh. Các đội còn lại đạt giải 3. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự tối mai, thứ 6 ngày 6 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, cùng với phản ánh những tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh trong ngày, chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Văn Giang có nhiều diện tích đất nông nghiệp nằm xen kẹp trong khu dân cư giữa các nhà máy xí nghiệp bị bỏ hoang.
huyện Kim Động tội phạm về ma túy ngày càng tăng và nhiều đối tượng trẻ tham gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.